Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, khu vực ngã ba nút giao giữa đường tỉnh 385 với đường DH18 lối dẫn vào trung tâm xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, thời gian gần đây thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, rất cần có giải pháp khắc phục. Do là khu vực giao nhau với tuyến đường sắt nên tình trạng ùn tắc giao thông sẽ rất nguy hiểm nếu đến giờ tàu chạy qua. Nguyên nhân là do mật độ lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tại đây rất lớn, trong khi đó đường lại rất hẹp. Nhiều khi chỉ cần hai chiếc xe ô tô đầu kéo ra vào gặp nhau là dẫn đến tắc đường. Thêm vào đó, việc một số hộ dân chiếm dụng hành lang giao thông để buôn bán làm che khuất tầm nhìn và lối ra vào của các phương tiện. Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông, đề nghị huyện Văn Lâm và ngành giao thông vận tải sớm có giải pháp khắc phục tình trạng trên, đồng thời sớm giải tỏa các vi phạm lấn chiếm hành lang giao thông. Khu vực vòng xoay giữa quốc lộ 38B mới với quốc lộ 38 mới, lối dẫn vào trung tâm thị trấn Ân Thi, đang là một trong những khu vực gây mất trật tự an toàn giao thông ở huyện Ân Thi. Mặc dù tại đây chưa xảy ra tai nạn giao thông gây thiệt hại về người, nhưng đã có nhiều vụ va chạm giao thông xảy ra. Vào những giờ cao điểm cũng đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông do nằm ngoài khu vực thị trấn, cộng thêm là nút giao giữa những tuyến đường mới, nên vào buổi tối tại đây càng trở nên mất an toàn bởi hệ thống hạ tầng tại đây chưa được sơn phản quang. Trên một số tuyến đường đấu nối vào khu vực vòng xoay lại bị che khuất tầm nhìn bởi cây ven đường. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đề nghị huyện Ân Thi, ngành giao thông sớm lắp đặt biển báo, sơn phản quang và phát quang những điểm bị cây cối che khuất tầm nhìn trên một số tuyến đường để các phương tiện tham gia giao thông được an toàn. Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã xảy ra 81 vụ tai nạn giao thông, làm chết 66 người, làm bị thương 48 người. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ tai nạn giao thông giảm 1 vụ, số người chết giảm 1 người và bị thương giảm 15 người. Mặc dù tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu năm 2019 giảm ở cả 3 tiêu chí, nhưng số vụ và số người chết vì tai nạn giao thông giảm chưa sâu. Tai nạn giao thông xảy ra nhiều tại các huyện Văn Lâm, Yên Mỹ, thành phố Hưng Yên, Tiên Lữ, Ân Thi và huyện Quế Châu. Nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn giao thông trong thời gian qua là do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không làm chủ tốc độ, đi sai phần đường, làn đường, tránh vượt sai quy định, chuyển hướng sai quy định và không chú ý quan sát khi sang đường. Bên cạnh lỗi từ người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, thì trên một số tuyến đường tỉnh và huyện, hệ thống cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện cũng đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, trên những tuyến đường mới đưa vào khai thác và sử dụng như quốc lộ 38 mới và tuyến đường dẫn nối hai đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình, tai nạn giao thông diễn biến hết sức phức tạp. Tình trạng của giao thông ở các đường lối cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cao tốc cầu rẽ Ninh Bình trong thời gian qua là tương đối phức tạp một chút, liên quan là cái bà con về nhận thức cũng chưa được nâng cao hơn. Ví dụ như là đường từ đường nhánh cả các xã lối đi ra cái đường lối cao tốc thì bà con cũng chưa hiểu được cái sự nguy hiểm của cái đường này, thì chúng tôi tăng cường hơn nữa tuyên truyền ở trên các xã đối với lối các cái đâm ra cái đường lối cao tốc. Tai nạn giao thông thì nó có rất nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do ý thức tham gia của người dân. Ví dụ chạy quá tốc độ hay là lấn làn đường, rồi là không làm chủ được cái hành vi điều khiển xe cơ giới của mình. Một cái nguyên nhân nữa cũng rất là quan trọng là cái hệ thống giao thông, cái hệ thống cơ sở hạ tầng nó chưa được đồng bộ. Ví dụ như cả cái đường lối cao tốc thì cái hệ thống đường là đường mới, cái lưu lượng xe chạy rất là nhiều, rất đông. Nên là cái hệ thống biển báo rồi là các cái cơ sở hạ tầng thì nó vẫn còn chưa được đồng bộ. Mặc dù trong 6 tháng đầu năm 2019, tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản được đảm bảo, nhưng vẫn còn nhiều nỗi lo. Đó là thực tế hiện nay, ý thức của người dân, nhất là độ tuổi thanh thiếu niên, chưa nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tình trạng các tổ chức, cá nhân tập kết vật liệu, họp chợ, chiếm dụng lòng lề đường, gây mất an toàn giao thông xảy ra nhiều trên một số tuyến đường. Đặc biệt là tình trạng họp chợ tự phát trước cổng các công ty, doanh nghiệp ngày càng nhiều đã làm ảnh hưởng lớn đến tình hình trật tự an toàn giao thông. Để thực hiện tốt
công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trong thời gian tới, các ngành đơn vị địa phương cần chủ động xây dựng và tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong đó tăng cường quản lý nhà nước về điều kiện kinh doanh vận tải, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, kiểm soát chặt chẽ công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông. Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng cần đẩy mạnh hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông như người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng nồng độ cồn, vi phạm tốc độ. Quý vị và các bạn thân mến, tại đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên.